Anh Tiến à, anh lúc sau cái alo ấy thì anh gáy gì chả được đúng không ạ? Anh chê gì chả được. Sao anh không lên hình đi, xem mặt anh đẹp trai đến đến đâu. Em tưởng là cái ngành gầm trạn học của anh gồm có anh và chọc ti chọc thủy chọc tự hào thôi chứ. Thế hóa ra em nói thì anh cũng động lòng à, đúng không? Thế hóa ra là anh cũng biết xấu hổ về cái việc chui gầm trại của mình đúng không? Thế là hôm nay anh lại lên anh gáy tiếp đúng không? Thế mà em lại cứ tưởng là anh và chú Thủy nhà anh tự hào về cái việc chui gầm trại lắm. Còn lên cả trên alo để thanh minh cho cái việc chui gầm trại là tự hào. Thế mà em nói thì anh cũng phải là tự hào chứ, tại sao anh lại phải động lòng nhở? Em vẫn không hiểu lắm. Còn em thấy anh cứ lên anh thanh minh là cái gì có phúc hay là không. Thì tất nhiên rồi, bây giờ làm gì có ai ở trong cái không gian mạng này có phúc như anh và chọc tivi. Làm gì có ai có phúc đi chui gầm trạn đâu anh. Mà ấy, cái điều đang nói thì em nghĩ là anh có tuổi rồi và chọc cũng có tuổi rồi, em nghĩ là phải hiểu cái điều này là hơn hết chứ. Là khi mà gieo nghiệp ấy thì là gánh hạn nhanh và nhiều đúng không? Có phúc hay không thì là cái tuổi mà sắp gần đất xa trời ấy sẽ nhận được nhanh thôi, chứ còn trẻ này hồi sau sẽ rõ, anh hiểu không? Cái điều mà bọn em vạch ra ấy thì là bên anh toàn là vu khống bịa đặt đúng không, còn bên em toàn nói ra những cái sự thật. Thủy chọc nó làm những cái việc như thế đó, chứ không phải là ai vu khống bịa đặt cho nó cả. Nó chui gầm trạn, em nói là nó chui gầm trạn anh cũng phải lên anh thanh minh, anh cũng phải anh động lòng, anh cũng xấu hổ đúng không? Thế thì anh bênh mấy cái đấy làm gì, em hỏi anh thế. Anh bênh ấy, anh thử thanh minh công ty 600 công nhân của Thủy đi, em như có không. Cứ đi thanh minh với cái việc chui gầm trạn làm gì, các anh chui gầm trạn là đúng rồi, xấu hổ gì nữa đúng không? Chui gầm trạn thì cứ nhận là chui gầm trạn. Tự hào thì giơ cái mặt của anh lên cho cả nước người ta biết, cả họ hàng hàng hốc nhà anh nó tự hào về anh, cả con cháu anh nó tự hào về anh, một người bố bất tài vô dụng phải chui gầm trạn, hoặc là một người ông bất tài vô dụng phải chui gầm trạn. Sao anh không dũng cảm lên nhỉ? Em thấy anh dũng cảm qua cái alo thì em thấy nó hèn quá. Còn việc thanh minh thì anh thử thanh minh xem Thủy có công ty 600 công nhân không, thì nó mới là có sức thuyết phục. Chứ còn chui gầm trạn thì cứ nhận là chui gầm trạn, có cái gì mà phải dậy lẩy lên khổ thân như vậy. Anh bảo là không quen biết gì mà em nói chọc đúng không? Thế những cái người mà chọc nó nói từ một hơn một năm nay nó động đến đàn bà phụ nữ đấy, thì những cái người đấy ai làm gì nó? À, anh có tai hay là anh bị điếc vậy mà anh không hiểu cái vấn đề này? Ai động đến nó? Bây giờ nó đi cà khịa hết người này đến người khác, bây giờ người khác nói lại nó, thế là điều bình thường mà. Hả? Sao lại phải dậy đẩy lên? Mà nó nói hơn một năm rồi, em mới có nói được có mấy ngày thôi, làm gì phải dậy nhảy lên. Hay là động trúng tim đen rồi các anh nên dậy nảy lên. Còn cái clip mà chọc bẩn như một con mọi ấy, bôi xì mũi nhỉ, đâu rồi cái giấy ăn ở đây, xì mũi này, xong rồi bôi lên mắt này, xong rồi chùi toàn mặt luôn nha. Đấy, bên em nói là chỉ toàn có chứng cứ thôi. Anh xem clip ở trên kênh Bác Thái Hoàng ấy xem có đúng không, xem có phải là chọc bẩn như là con lợn không, con mọi không, mà lại đi chê người khác. Đấy là cái việc em phản ảnh. Anh có tai thì anh cũng phải biết phân biệt và biết nghe anh hiểu không? Chứ con mà lên chỉ có thanh minh việc chui gầm trạn với cả chọc không bẩn với cả gì không quen biết gì nọ kia. Đây là những cái việc nhá, em nói với anh nhá. Cái thứ nhất, việc chui gầm trạn, anh lên cái không gian mạng anh tự hào đúng không? Thì em nói là tại sao anh không giơ cái mặt của anh lên để cho họ hàng hàng hốc với con cháu anh
Tự hào về anh, một người bố, một người cha, một người ông bất tài vô dụng phải chu cầm chạn. Chứ còn anh lúc sau cái alo thì anh nói gì chả được, đúng không? Cái thứ hai anh bảo là không có quen biết gì mà em nói chọc đúng không? Thế bây giờ anh về anh hỏi chọc đi, hơn một năm qua Quỳnh Như này hay là Phúc Tài Chính này có làm gì nó không? Mà nó cà khịa, bây giờ nó cà khịa cả trẻ con này, cả người già, người tàn tật. Người ta có làm gì nó không mà nó đi cà khịa, đúng không? Có ai động đến mồ mả nhà nó không mà nó đi cà khịa? Mà nó chửi rất là điêu ngoa, nó nói người ta là chổng mông nọ kia, rồi là ngồi xít như đít với quần. Đấy anh nghe xem có lọt tai không? Rồi bây giờ cho hưởng cái cảm giác được có mấy ngày là bị sân si với cả bị không động đến mình mà người ta động đến mình thì lại giãy lẩy lên là sao? Hả? Những cái con người đa nhân cách buồn cười nhở. Động đến người ta được, người ta động lại được, có làm sao đâu à? Anh Tiến ơi. Còn những cái việc mà anh Thanh Minh nọ kia ấy thì chỉ khiến cho cộng đồng mạng nó cười vào mặt anh và mặt idol của anh là Thủy Chọc, đúng không? Chứ còn nếu việc thực nhất anh có thể giúp được idol của anh ấy là anh Thanh Minh cái công ty 600 công nhân đấy, có không? Đấy. Chứ còn nói mấy cái vấn đề mà Thanh Minh cho cái việc chui gầm trạn này thì cả nước nó cười vào mặt anh cho ấy, chứ còn chả sung sướng gì. Rồi là anh đi chê người nọ người kia, anh cũng nói giọng y hệt cái thằng idol của anh. Anh thử ló mặt lên xem anh hơn ai. Hả? Anh thử ló mặt lên xem anh hơn ai. Trong khi idol của anh chê bác lão đại mà nó kém lão đại hơn 15 tuổi. Thế nó đã có chắc là sống được thêm 15 năm nữa không? Mà nó mạnh mồm nó đi chê người khác là quắt nọ quắt kia. Đúng không? Nói chung là vẫn còn trẻ, vẫn còn mạnh mồm lắm. Mà em nghĩ là 60 tuổi phải hiểu hết sự đời rồi chứ, tại sao lại có những cái sự so sánh rất là ngu ngốc như vậy, đúng không? Còn anh thì là tầm bốn mấy đúng không? Anh bảo anh bao nhiêu tuổi em quên rồi. Nhưng mà anh có vợ có con, mà anh lại còn biết chui gầm trạn đấy, anh phải biết phép tắc của sự đời chứ. Em nghĩ là anh phải biết chứ. Chứ còn anh đi lên Thanh Minh, Thanh Nga làm gì? À Phúc à? Thì làm gì có ai ở trên cái đất nước Việt Nam này có Phúc bằng nhà anh, bằng chọc idol, đúng không? Làm gì ai có cái Phúc mà phải đi chui gầm trạn bất tài vô dụng như anh và idol của anh đâu. Ôi trời ơi, em con gái ấy, em có nhà có cửa chứ em không phải đi chui gầm trạn. Điều em muốn nói là cái idol chọc của anh ấy nó không có hơn ai cả. Nó bẩn thì nó bẩn hơn cả mọi luôn. Bẩn dã man luôn, nó bôi nước mũi lên toàn mặt, lên cả mắt nó ấy. Em lên án để nó cho nó đừng có làm như thế nữa để nó đỡ bị bệnh tật. Anh có hiểu không? Nên em giúp nó chứ đâu có phải em làm gì đâu. Bẩn như thế, bảo sao nước mũi chảy mãi nó không khỏi. Đúng không? Nó bôi toàn mặt thế, xong toàn vi khuẩn trên mặt nó ấy. Xong rồi râu cũng không mọc nổi. Đúng còn gì, em là có sai đâu. Đúng không anh? Còn cái việc chui gầm trạn, anh tự hào thì anh cứ tự hào. Em nói thì làm sao mà anh cứ phải giãy lẩy lên nhỉ? Hay là anh cũng xấu hổ? Anh cố lên cái alo anh Thanh Minh, Thanh Nga nhưng mà anh cũng xấu hổ bỏ xừ ra đúng không? Chứ không thì anh đã ló mặt lên rồi. Cho cả họ hàng hang hốc với con cháu như anh tự hào với anh rồi. Gọi là một đấng chui gầm trạn thì còn tự hào. Tự hào với cái việc bất tài vô dụng của mình. Đúng không? Đây. Còn nếu mà anh việc làm thiết thực nhất, anh Thanh Minh ấy, thì anh lên Thanh Minh công ty 600 công nhân của Thủy này. Đúng không? Những cái gì mà nó khoe với cả cộng đồng mạng mà nó bịp bợm khán giả đấy. Anh lên anh chứng minh đi. Giúp Thủy đi, cứu Thủy đi, SOS đi. SOS, SOS. Còn anh không làm được thì anh im miệng lại. Còn những việc em nói là đúng quá nên là anh dậy này đúng không? Chứ bình thường thì mình nói bình thường mà lại tại sao lại cứ dậy này lên nhở? Chọc nó nói người ta được thì em cũng nói chọc được, có vấn đề gì không? Hả? Có ảnh hưởng gì đến anh không?
Sao anh bao nhiêu tuổi rồi mà anh ngu ngốc vậy? Hả? Cái này anh lại còn phải cần em giải thích để cho anh hiểu hay sao? Anh đừng làm em buồn cười nữa anh Tiến ơi. Anh yên phận anh chui gầm trạn nhà anh đi chứ, anh cứ lên không gian mạng anh ra giảng đạo đức em lại cứ thấy lực cười. Thôi biết lên biết thân biết phận thôi. Chui gầm trạn thì lên biết thân biết phận. Thanh minh thì nó chối, đúng không? Thanh minh nghe nó chối. Thanh minh công ty 600 công nhân nghe còn được, đúng không? Thì con biết là bịp hay không? Thanh minh chui gầm trạn, chui thì cứ chui đi, chấp nhận đi, đang chui là đúng rồi, còn còn gì mà nó bẩn thì nó bẩn thật. Anh lên clip lên xem clip của bác Thái Hoàng TV nhá, cái clip rõ mồn một, bẩn hơn là con mọi ấy. Xong rồi hơn 1 năm trời đi chê người ta, có phải là nó bẩn bựa trước không? Ừ? Còn anh thích nghe là cái gì, cái lời lẽ mà anh tôn thờ một idol của anh mà anh bảo là có văn hóa, em cho anh nghe xem đây, những cái lời lẽ này của nó nói ra có phải văn hóa không nhá. Trung Quốc có những cái cháu bé mới có mấy đâu, đâu không biết là 3 tuổi hay mấy tuổi bắt đầu đã có lông mù rồi, và đã có những cái cháu bé mới có mấy tuổi đã có hành kinh rồi. Đấy là Đây. Đây là những cái thứ bệnh hoạn mà nó tuyên truyền cho giới trẻ đấy. Đây anh Tiến anh có luốt được không? Còn đây là đoạn chọc chửi khán giả. Cũng có thể là như kiểu chọc đang nói anh đấy. Anh lúp dưới alo mà. Đây là những cái lời lẽ là anh nghe xem nó nghe anh nghe xem anh đang lúp đấy, nghe xem có ok không nhá. mặt ra mày chiến đấu sao mà cứ phải rút vào vào những cái chỗ khu vực 16m50, mày rút vào đấy mày không thấy tanh hôi bẩn bựa à? Cứ rút dưới háng dưới đít người ta, lỡ mà rút đúng cái lúc mà người đàn bà người ta đến tháng cái rồi mày ăn đủ luôn à, rồi về ngắt mấy cái rau nó ăn tiết canh luôn à, cái loại bẩn bựa cái rút hết xó nọ xó kia để rình rập. Đó đó anh xem đi, cái lời lẽ này anh có luốt được không đó. Mà anh cũng đang chui giúp đây, anh chui giúp ở dưới cái alo đây, anh nghe xem anh có luốt được không. Nếu mà anh luốt được thì em cũng bái phục anh. Anh với idol của anh nó cùng một guộc rồi, hết thuốc chữa rồi, anh hiểu không? Nó buông những cái lời, đây là những cái lời em là ví dụ thôi, là con nói rất là nhiều. Em không thích đăng lên thôi bởi vì nghe cái giọng của cha Thủy Chọc là em nghe em rất là chối tai, em không không có muốn đăng lên nhiều ấy. Còn những cái đoạn khác nó nhục mạ đàn bà phụ nữ còn kinh khủng hơn cơ. Nếu mà anh có con rồi mà anh có cái rồi mà anh nghe những cái lời lẽ mà nó đi đay nghiến con người khác như thế này, anh nghe có được không? Đúng không? Thì đây có phải là những cái lời lẽ mất dạy mà đi tuyên truyền trên không gian mạng không? Rồi là những cái gì mà nó động vào người ta thì người ta có làm gì nó đâu mà nó đi khi ít người nọ người kia, nó là ai? Nó là ông giời à? Ừ? Làm sao mà nó khịa được người ta mà người ta động lại nó dãy lẩy lên nó bảo là không quen biết gì. Thế người ta quen biết gì nó? Mà sao người ta có động gì đến nó? Mà nó lại đi khịa người ta? Mà nó lại là đàn ông. Anh giải thích của em cái. Nó lại là đàn ông mà lại còn 60 tuổi mà nó đi đay nghiến đàn bà phụ nữ mà người ta không làm gì nó. Anh giải thích cho em đi. Anh Tiến. Anh cứ ra vẻ lúc dưới alo anh nói như đúng rồi ấy. Em nghĩ là anh có con có cháu rồi hoặc là có con rồi thì anh phải tầm hiểu biết của anh nó phải lên đến chừng nào chứ, tại sao anh lại những cái điều đơn giản này anh lại phải chờ đến em ít tuổi hơn em giải thích cho anh hiểu à hay sao? Anh nghe idol của anh một thì anh phải anh thì đừng có mà nghe nó ma mị nhiều quá rồi anh mụ mị đầu óc, hay là anh cũng chui gầm nhiều rồi anh cũng bị lú giống nó rồi. Nói chung là những cái người như anh này, rồi là idol của anh là hết hết thuốc chữa rồi. Nói kiểu gì nó cũng mặt dày nó lên nó nói được. Anh thấy không? Ở bên này bóc toàn những cái mà sai trái của Thủy thôi chứ còn không ai có bịa đặt vu khống cho nó cả. Đúng không? Riêng cái việc công ty 600 công nhân, cả idol của anh lẫn cả anh
hay là những cái bọn fan cuồng ấy nó cũng cứng họng, cũng có làm được gì đâu, đúng không? Có ai vu khống nó không? Anh cứ nói những cái câu buồn cười thôi, anh đừng làm em buồn cười thêm nữa nhá. Cứ nghĩ đến tên Tiến của anh em lại nghĩ đến cái ngành ngành gậm gầm chạn học, em buồn cười lắm. Những cái thằng bất tài vô dụng mà lên bao hoa thì em lại càng buồn cười hơn đấy. Anh đừng làm em buồn cười nữa anh Tiến nhá. Anh biết thân biết thợ, anh về anh chui gầm của nhà anh đi, anh cất lên tiếng nói, anh thử lò mặt ra xem nào, xem đẹp trai cỡ nào anh đi chơi người khác. Sao anh học thủy được những cái thói bẩn bựa thế? Học cái gì không học, học thói bẩn bựa. Em nghe em buồn cười. Thôi chúc đàn của anh về một mối. Còn em lên án thì toàn những cái điều đúng thôi. Bọn anh giấy lẩy lên càng thấy người ta buồn cười thôi. Vì động trúng tim đen của các anh mà, đúng không? Các anh cũng xấu hổ bỏ xừ ra ấy, thì nó mới giãy nảy như thế. Đấy anh thấy không? Mà cái việc mà người ta lên án, nó còn không dám đối diện sự thật, nó phải nhờ anh lên nói. Thì anh biết là cái trình của Thủy nó như thế nào rồi đúng không? Nó hèn kém, nó nhục nhã, ê chề thế nào rồi đúng không? Thế việc gì anh phải đương đầu, giơ đầu của anh ra, anh đi nhận lấy những cái gọi là nghiệp của nó gieo ra. Hả anh Tiến? Anh bị sao thế? Đúng không? Việc gì phải đem cái đầu của anh ra để gánh nghiệp hộ nó? Nó là người gieo mà. Em là khán giả, em bức xúc quá em mới phải lên đó. Chứ chả phải là vì bênh ai. Chứ chả phải vì phải lên kịch bản như bọn anh. Phải lên, phải mày phải nói thế này thế này thế này, chửi hộ anh. Trời ơi, có dám đối diện sự thật đâu. Nó ba hoa bốc phét cả khán giả cả năm nay trời, anh nó coi thường anh như là con cừ hó ấy, thì nó mới đi lừa khán giả chứ, nó mới lừa anh chứ, nó bịp bợm anh chứ. Mà anh vẫn tôn sùng nó được thì em cũng đến lại anh rồi, đúng không? Nó coi thường anh như con cừ hó ấy, mà anh cũng vẫn lên anh nói đỡ cho nó được rồi gánh nghiệp hộ nó. Trần đời có một đấy, đúng không? Những cái người khác ấy, người ta nhìn sự việc ấy, người ta không bao giờ người ta tham gia vào những cái vấn đề này để cho Thủy tự giải quyết, anh hiểu không? Nó đàn ông 60 tuổi nó không giải quyết được phải qua qua anh nói đỡ nói hộ làm gì, để chứng tỏ là nó hèn kém à. Anh thấy idol chọc của anh có vô lý không? Bây giờ lại vô lý vô cớ đi cà khịa Hồng Dâu với cả cà khịa anh cuộc sống bốn phương. Nó bị làm sao đây? Idol của anh bị làm sao đấy? Anh xem lại đi. Hai cái người này là Hồng Dâu với cả cuộc sống bốn phương có động chạm gì đến idol Thủy Chọc nhà anh đâu. Mà nó cũng cho mõm vào nó nói đây. Thì sao hả anh Tiến? Hả? Người ta có động gì đến chọc nhà anh không? Bây giờ nó cũng đi lên nó cà khịa. Em không biết nó là người hay là nó nghĩ nó là ông trời ông tướng tượng gì đây. Để em còn biết đây. Còn muốn dừng lại những cái mà là người đời đang lên án Thủy ấy, thì Thủy là câu trả lời rõ nhất. Anh phải về động viên Thủy. Thủy Chọc là đừng có đi sân si với đàn bà phụ nữ và cũng đừng có đi cà khịa bất kỳ một ai khác. Anh Tiến hiểu vấn đề không ạ? Muốn dừng lại mọi việc ấy thì nó phải là người bắt đầu trước. Nó phải dừng ngay cái việc mà đi cà khịa hết người này đến người khác. Xong rồi là đi vu khống bịa đặt người ta, xong rồi đi sân si với đàn bà phụ nữ. Anh hiểu không? Khi mà nó dừng lại thì không có một ai, em đảm bảo với anh 100% là không có một ai thèm nhắc đến tên nó luôn. Anh hiểu không? Đấy, về động viên nhau đi nhá. Chứ còn em nói ra giả giả như thế mà nó vẫn còn mặt dày lên, nó mời anh lên để nói em. Thì càng chứng tỏ là cái kiểu như là cái gọi là gì nhỉ?
cái trình đối diện sự thật của chọc nó rất là hèn kém, nó biết là nó rất là nhục nhã rồi, nên nó phải nhờ đến tới anh để nói đỡ lấy hộ. Em chả cần nhờ ai phải nói đỡ lấy hộ cả, đúng không? Có chơi có chịu nói được, buông những cái lời cay đắng với người khác được, mà khi vừa mới chịu đựng được vài hôm nữa đã dậy lẩy lên. Thế người ta chịu đựng 1 năm trời thì tính sao đây hả anh Tiến? Hả? Anh có phải là con người không? Anh có những cái cảm nhận được như thế không? Hả? Có phải là con người không? Hay là anh giống idol của anh, máu lạnh? Con người không có cái tâm gì cả. Mà lại 60 tuổi rồi, đối xử với người ta như thế. Bây giờ đi đòi hỏi quyền lợi là không động đến ai thì sao lại động đến mình? Thế mà hơn 1 năm trời ông ấy động lên hết người này người kia, mà lại toàn là phụ nữ thôi. Thế mới hay chứ. Có phải là một thằng đàn ông chuyên bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm không? Thế bây giờ vậy là bây giờ lại còn mạnh mồm đi 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 cà khịa hết người cả cả người tàn tật luôn. Thì em hỏi anh là idol của anh là kiểu gì, có phải là người không hay là dân máu lạnh hả anh Tiến? Muốn yên bình thì đừng có đi cà khịa người khác, đúng không? Mà sức chịu đựng kém này mới được có mấy bữa mà đã dãy nảy lên rồi. Người ta chịu đựng hơn 1 năm thì sao? Anh Tiến trả lời đi, về động viên nhau đi nhá. Nếu mà muốn dừng lại hết tất cả câu chuyện thì về động viên nhau, động viên Thủy. Đừng có như con đàn bà nữa, suốt ngày lên mạng đi soi mói, nhục mạ, vu khống, xong rồi đay nghiến đàn bà phụ nữ nữa. Đừng có như con đàn bà. Thì em đảm bảo với cả anh Tiến là 100% không có một ai thèm động đến Thủy. Em tin chắc một điều này, đúng không? Chứ một thằng đàn ông 60 tuổi lên bắt nạt đàn bà phụ nữ, người ta không em thì cũng sẽ có người khác người ta lên tiếng thôi. Đấy là điều đương nhiên rồi, phụ nữ phải luôn được ưu tiên chứ. Anh hiểu không? Anh Tiến hiểu không? Đấy, muốn dừng lại thì là phải bắt đầu từ chọc. Chọc là cái loại đàn bà trong hình dáng đàn ông, nó mới có những cái hành xử như thế. Chứ còn không bới ở đâu ra một cái đại gia dỏm nào trên cái trái đất này phông bạt bịa đặt, xong rồi đi đay nghiến đàn bà phụ nữ cả. Đấy, anh phải có cái chiều sâu vào anh Tiến nhá, chứ không phải cứ động đến cái ngành gầm chặn học của anh là anh gào rú lên đâu. Anh hiểu không? Đó, em nói đến đây thôi nha anh Tiến. Chắc em nói ít thì anh hiểu nhiều, anh có tôi nhiều tuổi hơn em mà. Em nghĩ là anh đừng lên để những cái người nhỏ tuổi hơn anh phải dạy dỗ anh nữa. Cứ để em dạy dỗ idol mình, idol của anh là được rồi. Người ta đang lừa dối anh, em cũng đang giúp anh đó. Anh Tiến à. Thế nhá, em dừng clip tại đây nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.